chào mừng các bạn đến với kênh cờ tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba ván cờ tuyệt hay. Năm quân công tử Lệ Lý Huynh đại chiến trên đấu trường Thiên Thiên Thường Kỳ với ba ván cờ phế quân tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1 Trần Thừa Minh, cấp độ thần 1.3. Kim câu pháo, phế xe kim hoàng, bốn quân đánh hai pháo. Sure.
吃 将军 吃鸡
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Sure. 将军。
吃鸡。Tại đây, nếu đang chơi chút 5 tấn 1, đang dò chiếu, sát cục, thì lập tức bên đỏ sẽ chơi pháo 5, tấn 7 chiếu tướng. Ở đây không thể xuất tướng, xuất bên nào cũng sẽ bị thua, buộc phải lên sĩ rồi. Và đỏ sẽ chơi pháo 9 bình 5 chiếu tướng, bắt lại chút đen. Đến đây, ván cờ sẽ kéo dài rất lâu. Cho nên trong thực chiến, Lê Lý Huynh đã chơi chút 9 tấn 1. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn của ván đấu. Tướng quân. Tại chăng. Tướng quân. Tướng quân.
Báo tấn 1, chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Chu Đạo khởi mã cuộc, phế xe tấn công Kỳ Dương. Sure. 去
sư. Sure. Chủ phong. Sure. Sure.
吃 破事 将军 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 将军
Tướng quân. Tướng quân. Chỉ chứ. Chỉ chứ. 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 Đề 4 tấn 2 tuyệt sắc. Mời các bạn xem tiếp gián 3. Gián cờ thuận pháo rất hay, tấn công vũ bảo.
吃鸡。吃。将军，吃。天地炮，破相，将军。将军，吃。将军。吃。将军。再将。Nghe đến đây, sao Diêm Vương đã nhận thua? Vì nếu tiếp tục chơi, buộc phải thoái mã rồi. Đó lập tức, thoái xe bắt chết mã đang dò sát cục. Đến đây, thấy thua đã quá rõ ràng.
Các bạn vừa thưởng thức bài văn cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.